hơi nặng con người tiết để trước cửa vậy nè. À, Thư ơi, cây nó chết luôn rồi. Đây làm cái thân nè. Ôi, đây là bụi cây à? Ừ. Nè, chị quay cái cống đi, điều với ổng nằm ngay cái cống. Không bao giờ tiết nó nóng rồi. Không, vậy nè, cái này nó lên đầu gối mình ha. Chị quay thì chị đi trước đây chứ. Thôi em đi trước đi đó, sao đâu. Quay có người mới vui chứ quay không có người buồn tẻ lắm. Cho mình muốn tự lặt với mình quay. Chị tự lặt, cho em trước hay là chị quay. Thôi. Quay rồi thấy mấy bản mặt chị không? Xong cái mai mốt chị mà đưa clip này lên cái Thư cho mẹ Thư coi là Thư nào cực khổ nữa. Đỡ em sẽ kêu gia đình em coi với chị. Nhưng mà có thui nè. 3 năm bị nước clip của Minh Tiền mới lên Thu Hương. Trời tối quá. Lát quay dưới kia không thấy. Trời sáng. Không, sáng mai chị sẽ quay cảnh đi làm. Còn bây giờ thì quay cảnh gì ạ? Chị có chị ghét nha. Hả? Chị ghét nha, mục đích của chị quay là để dành nữa về chị coi nè. Ừ, chứ không có Minh Tiền. Ui. Ui. Nó ngập đôi giày chị. Ừ, đôi giày chị đế thấp. Đôi giày chị nó không có cao. Quay lại nha. Ê, tính ra đem cây dù có lại chứ Thư. Đó. Chú ơi đừng hối hả mày sao con té. Thôi chắc không cho chú qua trước nha. Giống như cái cảnh này em đi đoàn tiết quá Thư ơi. Đúng rồi đó. Bởi em nói riêng là Thư ơi, em có thể đi ấy là ông lăn rồi ông trúng chị em sao. Chị nhường cho ông đi trước đi. Không có đường đâu nhường. Đi xuống khúc cua đi. Chị, em kêu đi là đang đem robot lên đây nè. Xong rồi chịu tiết ở đây được rồi. Khỏi đi đâu ha. Tao lên lên nóng này tới chị. Liên à, chị ơi mang robot lên đây rồi trực tuyến. Giống như đi làng cổ bữa hổm em chỉ em gửi chị đó. Mọi người ơi trơn lắm. Sao vậy? Cái chỗ này trơn lắm. Có thể trượt được luôn. Liên ơi, Liên lên trước đi, em sẽ cho Liên vô khung hình đi, sau này okay, Liên về okay. Liên coi. Lẹ lẹ lẹ. Mẹ Liên sẽ thấy Liên là đi làm cực khổ. Có, ngồi xuống đó nè. Chưa chưa quay nha. Hello, bây giờ mình sẽ nhảy xuống cái đống. 1, 2, 3. Không chờ in hình không? Lên đi. Ok. Chơi vào ở trong video nha. Vô khóa rồi.
đúng rồi á. Ủa tiên, thôi cho em trốn đi. Rồi cách xa 1 mét. Cô Tiến à, cho em chạy đi đi chứ em sợ lắm. Cứ xa 1 mét thì Tiến mới đuổi. Bật Tiến nẻ lắm chứ không ngồi là em khá vô chị đó. Đem cái dù dài làm cái gậy đi nè. Ơi từ trên xuống được ha. Mấy cái thao cũng được. Nãy đi mà sợ ông chú mập ông đè lên chị với Thư không à. Ông trọt. Nhường cho ông đi trước. Đường đâu đi trước đi, hình như đi trước đó.
Hao người ta đang YouTube. Thôi đang TikTok đi. Hơi rối đó, ủa sao vậy? Chào mọi người. Chị ghét nhiều quá. Chị ghét nhiều quá.